tất cả các bạn đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là điều gì sẽ đến với các bạn trong tháng 5. Mà mình cảm thấy rất là hào hứng khi mà bắt đầu làm cái tụ những cái tụ bài ở đây. Thì ngày hôm nay chúng ta có 3 sự lựa chọn, là 3 bộ bài, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một bộ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất nhá. Và các bạn muốn biết những cái bộ bài này tên là gì, hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn, thì mình cũng có một cái playlist review về những cái bộ bài mà mình đập hộp. Hoặc là các bạn có thể ghé Insta của mình, Mimin Bạc Hà, để có thể nó có một cái story ấy, để cho giới thiệu cho các bạn những cái bộ bài mà mình thường dùng, để cùng xem ngày hôm nay thì là điều gì sẽ đến với các bạn trong tháng 5. Mình đã cảm thấy rất là phấn khởi, thì nghe có vẻ là tụ bài hôm nay nghe vẻ cũng sẽ rất là rực rỡ đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với cái bộ bài đầu tiên nhé. Các bạn đến với tụ bài số 1, đây là thẻ bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nhé. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là điều gì đang đến với các bạn trong tháng 5, thì đối với tụ bài số 1 mình thấy có vài thứ ở đây đây. Điều đầu tiên ấy, mình thấy trong tháng này các bạn có thể sẽ rơi vào cái trạng thái khá là phân vân trong một cái tình huống nào đó. Và mình thấy có thể với một số trường hợp các bạn sẽ liên quan đến một người lớn tuổi, có thể là sếp của bạn hoặc là bố của bạn hay là ai đó. Mình thấy là cái người này có thể là khiến bạn khá là khó xử. Và trong tháng 5 á, mình khuyên các bạn không nên đưa ra bất kỳ cái quyết định nào quan trọng ở trong thời điểm này, bởi vì mình thấy mọi thứ nó khá là mù mờ ở đây á, kiểu như là giống như là có mây mù che lối đó, có mây mù che lối, nó không có rõ ràng, nó không có định hình ra được cái vấn đề này nó là cái gì, nó là đúng hay là sai. Ok, và mình thấy nó đúng với khá là nhiều cái tình huống trong cuộc sống của các bạn đấy. Đấy là điều đầu tiên nhá. Điều thứ hai nữa mà mình thấy ở đây đó là đối với những cái người bạn của bạn á, trong những cái mối quan hệ bạn bè của các bạn ấy, các bạn cần phải hết sức chú ý. Mình thấy có một ai đó họ không hẳn tốt mà cũng họ cũng không hẳn xấu. Họ lúc như thế này, lúc như thế khác. Có thể đôi lúc bạn cảm thấy họ nói thật, đôi lúc thì bạn lại cảm thấy họ nói dối. Chính vì thế mà mình thấy là bạn cũng không nên quá tin tưởng cái người này. Vẫn nên giữ một cái khoảng cách nào đó để nó giống như là một cái gì đó để bảo vệ các bạn á. Bởi vì cái người này mình thấy là không, họ không phải là người thực sự tốt, thực sự để mà bạn tin cậy đâu. Bạn cứ nên chú ý một chút thì vẫn tốt hơn nhá. Điều thứ ba nữa mình thấy là các bạn không muốn nghĩ nhiều trong cái khoảng thời điểm tháng 5 này đâu, nhưng nó cứ bắt bạn phải nghĩ à. Nó cứ bắt bạn phải nghĩ, phải đưa ra cân đo đong đếm, phải phân vân, phải như thế này như thế khác. Thì thật ra mình cảm thấy là thời điểm này, thời điểm tháng 5 này mọi thứ nó mù mờ lắm, nó không có gì rõ ràng đâu. Cho nên là nếu như bạn có nghĩ ấy, nó cũng chỉ khiến cho mọi thứ rối hơn thôi. Cho nên tốt nhất là bạn tìm cách nào đó để tận hưởng cuộc sống, để tìm cho mình cái sự bình yên. Ví dụ nghe nhạc, đọc sách, hoặc tìm một cái sở thích nào đó, để nói chung là mình khỏi phải suy nghĩ đến những cái vấn đề mà các bạn không có thể tìm được cái lời giải đáp gì trong ngày tháng 5. Điều thứ ba nữa mình thấy ở đây đó là có thể sẽ có ai đó xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Và cái người này họ cũng là một trong những cái người mà giống như là đánh dấu một cái bước ngoặt, đánh dấu một cái chu kỳ mới trong cuộc sống của các bạn. Và có thể thời điểm này đang là một cái thời điểm chuyển giao giữa những cái cũ và cái mới. Cho nên bạn không thể đòi hỏi được bất kỳ cái điều gì rõ ràng. Mình sẽ miêu tả về người này nhá. Người này có thể là người có một cái vẻ đẹp rất là đẹp. Họ có một cái vẻ đẹp ngoại hình, họ được rất nhiều người săn đón và ngưỡng mộ. Có thể họ cũng có một cái tài năng nào đó mà mình thấy là khá, cái ngoại hình cũng như tất cả mọi thứ của họ, fortify của họ khá là lấp lánh ở đây. Và cái người này mình thấy là khi mà họ tới trong cuộc sống của các bạn ấy, họ mang khá là nhiều những cái nguồn năng lượng tươi mới đến các bạn, và các bạn cảm thấy khá là thú vị khi mà có cái sự xuất hiện của cái người này. Mình thấy có hai người có thể sẽ cho nhau khoảng thời gian để tìm hiểu lẫn nhau, để chia sẻ với nhau những cái điều thầm kín cũng như là cái điều bên trong của hai người á, rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình cảm thấy đây cũng không phải là một mối quan hệ sẽ ở lại lâu dài với các bạn. Nhưng mà cho dù nó là cái mối quan hệ như thế nào á, thì mình thấy đây là các bạn cứ để cho gió cuốn đi, các bạn cứ để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Các bạn hãy đón nhận mọi thứ với một cái tâm thế của cái sự đấy là đón nhận nhất. Cho dù nó đến với bạn vì điều gì và nó xảy ra và diễn ra như thế nào, chắc chắn nó đang để lại cho bạn một bài học nào đó. Thì mình thấy khi mà cái người này họ tới, họ ít nhất là họ cũng đã khuấy động cái cuộc sống của bạn lên rất là nhiều, khiến bạn cảm thấy tươi vui hơn, muốn tận hưởng cuộc sống hơn, yêu đời hơn, tung tăng hơn. Đó, kiểu như vậy á. Ok, mình sẽ làm rõ hơn về cái người này nhá.
Wow, các bạn có hai lá sáu gậy đây. Người này có thể là người thuộc cung lửa với cương nhân mã sư tử, cung khí và bình minh thiên bình song tử, nhưng mình thấy là có thể họ là một sư tử. Thật ra cái các cung ở đây như mình đã nói nó là không quan trọng, bởi vì mỗi một người có rất là nhiều cung nhà khác nhau. Cái cung hoàng đạo mà bạn biết của họ ấy, nó chỉ là một phần thôi. Còn đâu trong cái lá số chiêm tinh của họ ấy, thì có nhiều cái cung nhà hơn, rất là nhiều. Thì mình thấy cái người này á, cho dù họ là nam hay là nữ ấy, mình thấy họ được rất nhiều người ngưỡng mộ. Họ khi mà có thể là rất là nổi bật trong đám đông, khi mà họ đến đám đông á, rất là nhiều người chú ý và nhìn nhận họ. Với một số bạn, người này có thể làm lãnh đạo, leader của một cái hội nhóm nào đó. Họ đã có một cái số những cái thành tựu nào đó rồi. Chung như mình đã nói, đó là cái người này có một cái profile rất là đẹp, lấp lánh long lanh, kiêu sa lấp lánh long lanh. Đó, mình thấy bạn là cái người chần chừ trong cái mối quan hệ này. Tức là khi mà họ tới, có thể bởi vì mọi thứ của họ khá là ok, khá là hoàn hảo, cho nên bạn nghĩ cái người này không thuộc về mình, không hợp với mình, không cùng tầng mây với mình. Thì như mình đã nói, đó là đừng suy nghĩ quá nhiều và cũng đừng đưa ra cái quyết định gì trong cái tháng năm này, bởi vì mọi thứ đang rất là mù mờ ấy. Các bạn hãy để cho mọi thứ nó được thuận theo tự nhiên nhất có thể. Nếu như thực sự cái người này họ đến vì một cái điều gì đó, vì một tình yêu hay vì một cái điều gì đó họ thích thú ở bạn á, hãy cứ để cho mọi thứ được diễn ra tự nhiên, để cho người này gõ cửa. Còn đâu cái câu chuyện diễn tiến mọi thứ nó ra sao á, thì nó còn tùy thuộc vào cái duyên của hai người đó. Mình thấy là bạn cứ vẫn nên tập trung cho bản thân các bạn đi, yêu thương bản thân đi. Mình thấy cái hai người có thể là điều tra nhau thông qua mạng xã hội, thông qua những cái hình thức như là stalk nhau kiểu này kiểu kia, để có thể tìm hiểu những cái thông tin về đối phương. Mình thấy một trong hai người vừa bước ra khỏi một cái chu kỳ nào đó, hoàn thành xong một cái bài học lớn nào đó. Tức là một trong hai người nhá, vừa bước ra khỏi cái điều đấy. Cho nên là có lẽ là cả hai người đều muốn chơi an toàn, đều muốn được nghỉ ngơi sau một cái quãng thời gian mà đã phải vật lộn với những cái bài học ấy. Đó, thì nhưng mà vô tình thì hai người gặp nhau và hai người bị thu hút bởi nhau. Mình thấy cái người này đóng vai trò giống như, nói chung giữa hai người mình cảm thấy có một cái liên kết theo kiểu thầy trò ấy. Tức là hai người sẽ cùng đến với nhau để tương tác với nhau và để dạy nhau những cái bài học. Thật ra cả hai người vừa là thầy, cả hai người vừa là trò của nhau. Ace of Cups, The Wheel. Cái này nó là một cái kiểu dạng sắp xếp của số phận rồi, cho nên là các bạn không thể cản bước được nó đâu. Thả trôi mọi thứ đi, cứ giao mọi thứ cho số phận, cứ giao mọi thứ cho những cái diễn tiến xuôi dòng đi. Nó sẽ dẫn bạn đi đến những cái con đường, những cái thứ mà các bạn không thể tưởng tượng được. Và mình thật ra thì cũng không muốn phán cái kết quả hoặc là muốn làm quá rõ về cái mối quan hệ này đâu, bởi vì mình thực sự mong muốn các bạn hãy trải nghiệm nó. Bởi vì có trải nghiệm như thế thì chúng ta mới thấy được cái sự thú vị chứ, đúng không? Biết trước thì mọi thứ lại mất hay rồi. Giống như các bạn đã xem mà biết trước kết một bộ phim rồi thì có lẽ không nhiều bạn ở đây mong muốn trải qua cái bộ phim đó, không muốn họ xem lại bộ phim đó. Đối với cái tụ bài này á, hai người có bài học với nhau cần phải giải quyết trên hai người gặp nhau. Thì mình thấy là ít nhất là hai bạn cũng sẽ, cái thứ mà mình thấy là kiểu như là có thể tiết lộ với các bạn, đấy là các bạn cũng sẽ có khá là nhiều những khoảng thời gian rất là vui vẻ với nhau, cảm thấy rất là tâm đầu ý hợp á. Mình sẽ xem tiếp nhá, xem như nào nhá. Honeymoon rất là ngọt ngào, sẽ có những khoảng thời gian khá là ngọt ngào với nhau ở trong cái mối quan hệ này. Give your relationship a chance, có thể là các bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để đến được với nhau, để ít nhất là tìm hiểu nhau. Đó là một cái dạng cơ hội rồi. Và worth waiting for, có rất là nhiều điều thực sự xứng đáng chờ đợi các bạn ở phía trước. Đáng chờ đợi các bạn ở phía trước. Yeah, mình sẽ xem thêm nhá. Cái bộ Love Oracle đi, xem có lời khuyên gì cho các bạn không.
Đấy, con thật ra có rất là nhiều bạn ước mơ công chúa hoàng tử đến với cuộc đời của mình, nhưng mà khi mà họ đến rồi lấp la lấp lánh quá thì lại sợ khổ ghê cơ. Đó là số 1. Bây giờ tiếp tục là một cái lời khuyên cho số 1 từ bộ Love Oracle nhá. Bộ bài này hình trái tim mà nó rất là khó cháo. Số 1 nè, xem cái điều gì đây. Các bạn có một cái ai đó mà họ dành cho bạn khá là nhiều tình cảm, giống như là một cái người hâm mộ bí ẩn á. Có thể đây là một ai đó trước đây, một ai đó đã từng để ý các bạn, hoặc là thời điểm này họ vẫn đang theo dõi bạn thông qua mạng xã hội, đang để ý bạn thông qua mạng xã hội, hoặc đổi ngược lại, bạn đang để ý ai đó thông qua mạng xã hội. Và mình thấy rằng là cái tình cảm này của cái người này á, nó khá là sâu sắc, và nó giống như là họ không thể kiểm soát được cái tình cảm này của họ. Thảo nào mà lại có cái sự stalk nhau ở đây, một có cái sự theo dõi về mạng xã hội, ngắm nghía nhau ở đây. Ok. Và đó là tụ bài số 1 nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với tụ bài số 2. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nhá. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi là điều gì sẽ đến với các bạn trong tháng 5, thì mình thấy đối với cái tụ bài số 2 này, mình thấy đó chính là cái sự bứt phá. Sẽ là một cái sự bứt phá rất mạnh mẽ. Ok, mình sẽ phân tích nhá. Trong tháng 4, có thể trong khoảng thời gian tháng 4 hoặc là khoảng thời gian trước ấy, mình thấy là các bạn đang rơi một cái tình huống nào đó mà tiến không được, lùi không xong, không đưa ra được quyết định gì cả. Và các bạn kiểu giống như là không thể đưa ra, bởi vì cái quyết định nào của các bạn ấy, nó cũng có những cái lý do khiến bạn không thể từ chối, không thể bỏ lỡ đó. Và mình thấy các bạn rơi vào cái tình trạng khá là bế tắc, không tìm thấy đường ra. Tuy nhiên thì mình thấy trong tháng 5 này, các bạn sẽ chọn cho mình, sẽ đưa ra được cho mình cái sự quyết định, và sẽ quyết định giải phóng bản thân mình ra khỏi một cái điều gì đó khiến cho cuộc sống các bạn bị xiềng xích, bị gò bó. Đó có thể là gia đình của bạn, đó có thể là công việc của bạn, đó có thể là một mối quan hệ nào đó của các bạn. Mà trước đây có thể các bạn rơi vào cái tình trạng đó là bỏ thì thương mà vương thì tội. Không bỏ được, không buông ra được, cũng không thể phá vỡ khỏi cái vòng vây này được. Tuy nhiên trong tháng 5 mình thấy bạn sẽ đưa ra một cái quyết định rất là kiên quyết. Sau một khoảng thời gian dài chần chừ và cố gắng kiên nhẫn để chờ đợi xem mọi thứ nó có cái gì thay đổi hay không. Tuy nhiên thì đến cuối cùng mình thấy các bạn đã tìm được cái câu trả lời và cái quyết định cho bản thân của bạn. Đó chính là cái sự giải phóng. Cái con kỳ lân này đang bị nhốt ở trong một cái hàng rào, và nó cũng tượng trưng ẩn dụ cho cái việc đấy, là chính là có thể các bạn đang ở trong một cái hàng rào nào đó đang rào các bạn lại. Và việc của các bạn đấy chính là phải giải phóng. Mình thấy ở đây có Take Action, rồi A of Swords, rồi có cả Nine of Swords đây. Thì mình thấy rằng là chắc chắn là các bạn sẽ đưa ra cho mình một cái hành động gì đấy rất nhanh và mang tính quyết liệt và quyết định ở đây. Các bạn sẽ quyết định hành động, các bạn sẽ không thể nằm im chờ như thế mãi được. Và cho dù nó là cái điều gì thì mình thấy rằng là các bạn cũng được chúc may mắn rất là nhiều. Cũng được chúc may mắn, mà mình thấy nó chính là một cái quyết định đúng đắn cho các bạn. Đây sẽ là cái thông điệp đối với những ai mà đang rất là do dự trong một cái tình huống nào đó, chưa đưa ra được quyết định ấy. Các bạn sẽ đưa ra được quyết định, và cái quyết định đó của các bạn ấy là đúng đắn. Mình thấy là khi mà các bạn đưa ra được cái quyết định đó ấy, là các bạn đang thành thật với bản thân, thành thật với cái sự thật bên trong bản thân các bạn. Và đôi khi bạn yêu một ai đó rất là nhiều, hoặc là bạn ở trong một cái tình huống nào đó mà các bạn đã dành rất là nhiều tâm huyết cho nó, tuy nhiên thì nó không đối xử với các bạn như cái cách mà bạn đáng được đối xử. Thì cho dù có lẽ là bạn yêu đến mấy, bạn thương đến mấy, bạn có dành bao nhiêu tâm huyết tình cảm đến mấy, thì có lẽ đến cuối cùng bạn cũng sẽ chọn bản thân. Mình thấy trong tháng này các bạn cũng sẽ có một cái cú lột xác ngoạn mục về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, về cả bên ngoại hình lẫn bên trong. Các bạn giống như sẽ làm một cuộc cách mạng để thay đổi. Và mình thấy rằng là đấy cũng chính là một cái bài học trong một cái chương cũ nào đó các bạn cần hoàn thành. Và khi các bạn làm được á, các bạn đã chính thức được giống như là vũ trụ dập cho các bạn cái dấu rằng là đã tốt nghiệp cái bài học về cái việc đấy, là nhận ra giá trị bản thân, giải phóng bản thân mình khỏi những cái tình huống xiềng xích và nó không phù hợp với bản thân của mình nữa. Giống như là được tốt nghiệp rồi, được tốt nghiệp một cái bài học đấy rồi, chuẩn bị sang bài học khác nhá. Thì mình thấy là tháng này á, trong mắt của người khác bạn rất là tuyệt vời, bạn rất là đẹp, rất là thu hút. Bạn lấy lại cho mình được cái sức mạnh làm chủ cuộc sống cũng như là làm chủ mọi thứ. Thì mình thấy quên mất một cái điều này chưa nói, đó chính là trong tháng này các bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn thông tin nào đó.
Nó có thể là một món quà, nó có thể đem đến cho bạn cái sự vui vẻ hạnh phúc, nhưng mình thấy có liên quan đến một cái sự kết thúc, đóng lại một điều gì đấy ở đây, hoàn thành một điều gì đó ở đây. Chắc chắn cái tin nhắn đó nó có thể liên quan hoặc nó tác động đến bạn. Nó giống như một cái lý do để các bạn giải phóng bản thân mình ấy. Đó. À, cũng có thể có những bạn thì các bạn đã chờ cái việc đấy là nhận được một cái tin tức nào đó. À, về công việc chẳng hạn, thì các bạn muốn giải phóng bản thân mình ra khỏi cái tình huống hiện tại, thì nhờ vào cái thông tin đó thì mình thấy là các bạn sẽ làm được và các bạn sẽ bắt đầu hành động. Thì đại loại bạn nhận được một cái tin tốt thông qua tin nhắn này, email hoặc điện thoại nhá. Ok, tiếp. Tụ bài này thì mình thấy nó hướng về bản thân các bạn rất là nhiều hơn. Cho dù là mình rút cả những cái lá bài từ từ cái bộ bài tình yêu á, thì nó cũng ra những cái việc đấy, chính là về cái việc giải phóng bản thân, cũng như là các bạn trở nên nổi bật hơn rất là nhiều, làm chủ cuộc sống. Các bạn đây vừa có The Empress, vừa có Beauty Queen, thì mình thấy là các bạn rất là tuyệt vời, rất là đẹp, biết giá trị bản thân của mình. Free Spirit này cũng là một sự giải phóng. Miracle, mình thấy đang có một cái miracle, một cái phước lành, một cái phép màu nào đó đang đến với cuộc sống của các bạn rồi, và sắp tới các bạn sẽ nhận được nó. Breaking free cũng chính là việc chúng ta phá bỏ giới hạn để có được sự tự do. Free yourself cũng vậy, free yourself là giải phóng bản thân mình mà. Tụ số mấy nhỉ? Tụ số 2. Ok. Đợi mình. Tụ số 2. Tụ số 2. High power mình thấy là giống như là các bạn có một cái sự giác ngộ, có một cái sự giống như là suy nghĩ ngày càng cao hơn, sâu sắc hơn đối với mọi thứ. Chính vì thế mà các bạn xác định được cái điều mà mình thực sự mong muốn đây nó là cái gì, và điều gì nó có lợi cho mình nhất, nó thực sự tốt cho mình nhất. Và chính vì như thế thì các bạn quyết định hành động vậy thôi. Hãy chú ý đến những giấc mơ của các bạn nhé. Có thể là thông qua những cái giấc mơ, rất là nhiều điều sâu thẳm bên trong các bạn nó sẽ được bộc lộ ra. Chính vì thế mà mình rất là khuyến khích các bạn hãy có một cái quyển sổ để ghi lại những cái giấc mơ của các bạn. Tụ số 2 nào. Mình thấy có một cái sự phát triển khá là mạnh về mặt linh hồn các bạn, về mặt tâm linh, về mặt con người, nhận thức của các bạn rất là mạnh mẽ sau cái sự kiện này. Mình thấy là các bạn sẽ tìm được cái điều mà các bạn thực sự đam mê, thực sự và tập trung vào nó để có thể đem đến cho mình một cái kết quả tốt đẹp nhất. Rebirth, hồi sinh, một cái sự sinh ra một lần nữa, một cái sự hồi sinh, và nó cũng khá khớp với cái sự cách mạng mà mình nói. Có thể là cái sự cách mạng về cả mặt bên ngoài ngoại hình, các bạn thay đổi cách ăn mặc, cách bạn thể hiện bản thân mình ra đối với thế giới thông qua trang mạng xã hội chẳng hạn, hay thông qua những cái cách mà bạn ăn mặc thường ngày. Và thật ra cái cách mạng này nó đến vì các bạn đã thực sự thay đổi, chứ không phải là các bạn thiếu một cái gì đó bên trong mà các bạn phải dùng vẻ bên ngoài để bù đắp đâu. Bởi vì mình biết có những người nhá, họ bị thiếu ở bên trong, họ thực sự không không phải là cái người tự tin về chính bản thân của họ ấy. Cho nên họ tìm đủ mọi cách để thể hiện mọi thứ ra bên ngoài để tìm cái niềm an ủi đó. Nhưng mình thấy là không không cái trường hợp này của các bạn không phải là như vậy đâu. Mình thấy là các bạn thay đổi bởi vì bên trong bạn thực sự thay đổi, và nó bắt đầu có những cái sự chuyển biến ra cả bên ngoài nữa đấy. Rồi, tiếp. Cứ yên tâm, sẽ còn thông điệp. Tụ số 2. Remain positive, hãy lạc quan lên về mọi thứ. Generation, hãy chọn cho mình một sự lựa chọn mới. Yeah. Và mình thấy là tháng này các bạn sẽ đưa ra được cái quyết định sau những cái chuỗi ngày các bạn phân vân hoặc phải nằm chờ một điều gì đó. Tháng này không phải chờ nữa đâu. Tháng này sẽ tìm được cái câu trả lời thực sự, và cái điều mà các bạn thực sự muốn hành động và muốn làm á.
thời điểm trước thì phải gò bó rồi là phải không được làm này kia. Nhưng mà mình thấy tháng này nha, một thứ nhất quyết định đưa ra một cách rất quyết liệt, và thứ hai đó là rất nhanh chóng, nói là làm thực hiện luôn, perfect timing, bởi vì đơn giản gì, cái thời điểm thích hợp ý nó đã tới với các bạn rồi, thời của các bạn tới rồi, đã đến lúc để tận dụng những cái thiên thời địa lợi nhân hòa cho cuộc sống của các bạn rồi. Phải nói là nó rất là khớp ở đây. Cũng đừng quên dành thời gian yêu thương chăm sóc bản thân mình về cả bên trong nữa nhé, tức là chúng ta dành thời gian với bản thân của chúng ta để kết nối sâu sắc hơn á. Mình thấy là cũng sẽ có sự trợ giúp đến từ những cái người xung quanh nhá. Helpful people, ok. Đó là tụ số 2, chúng ta sẽ cùng đến với tụ bài số 3 nhé. Chào các bạn, đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nhá. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi điều gì sẽ đến với các bạn trong tháng 5 thì cái tụ bài này chính là cho mình cái cảm giác đó là sau tất cả muộn phiền cũng đã qua. Ok, mình thấy rằng là bạn ấy đã có một khoảng thời gian khá là đau đớn, vật lộn với những cái nỗi đau của các bạn. Các bạn cảm thấy mọi thứ đó nó không hài lòng. Nó có thể là các bạn chịu những cái cú sốc hoặc là những cái nỗi đau nào đó khiến bạn cảm thấy như là mình bị chạm đáy của nỗi đau á. Đó. Tuy nhiên thì mình thấy bắt đầu nó sẽ có những cái khởi sắc ở trong tháng 5 này. Các bạn bắt đầu đang ở trên cái hành trình và vượt qua những cái nỗi đau mà các bạn có ở trong cuộc sống. Nó không đồng nghĩa với việc các bạn đã hoàn toàn thực sự vượt qua nó một cách gọi là hết rồi, không còn cái gì nữa rồi, thì nó không hẳn là như thế. Có những bạn thì các bạn đã vượt qua được phần nào rồi và nó đang rất là được trân trọng, rất là được ghi nhận bởi vũ trụ. Mình thấy nhá, trong tháng 5 này các bạn nhận được sự hỗ trợ có thể đến từ xung quanh hoặc là thông qua những cái dấu hiệu từ vũ trụ, thông qua những cái người xung quanh của các bạn ấy, họ đến và hỗ trợ các bạn trên cái hành trình bạn healing và vượt qua những cái khó khăn, những cái nỗi đau này. Mình thì không muốn quá đào sâu về việc vì sao bạn đau đớn, bởi vì có rất là nhiều trường hợp khác nhau. Có bạn thì kết thúc công việc, tình yêu, kết thúc điều này điều kia trong cuộc sống khiến cho các bạn cảm thấy tổn thương và vật lộn rất là nhiều. Còn những bạn thì là tất cả những thứ mình vừa nói ở đây. Thì tuy nhiên á, mình thấy là các bạn là một người rất có nhiều sức mạnh và nội lực ở bên trong. Cái sức mạnh của các bạn nó thực sự là tiềm ẩn. Thật ra nó giống một cái câu hát ấy, đó là gì? Cái điều gì mà không giết được chúng ta ấy thì sẽ khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Thế cho nên ấy, mình thấy là thay vì trách móc, chúng ta nên cảm ơn những cái khó khăn chúng ta đã trải qua. Bởi vì như thế ấy, nó giúp chúng ta trưởng thành hơn, nó giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu như chúng ta không bị đẩy đến tận cùng thì chúng ta sẽ không biết được rằng là chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào, chúng ta giỏi đến nhường nào. Đó, và mình thấy là cái câu chuyện cũ của các bạn ấy, nó có thể là một cái karma, nó giống như là một cái nghiệp quả mà bạn phải trả thôi. Đó, mà bạn phải trả thôi. Cho nên là bạn, khi mà bạn hiểu được cái điều đó, hiểu được cái quy luật đó ấy, là đôi khi có những thứ mà đến với chúng ta ấy, thứ nhất là để dạy chúng ta bài học, thứ hai là để giúp chúng ta cân bằng cái cán cân karma, cái nghiệp quả nào đó. Bạn hãy hiểu cái vấn đề ra như vậy á, thì các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Bởi vì à, đến cuối cùng mình cũng đã trả được cái món nợ đó cho ai đó, cho điều gì đó rồi. Và chính vì vậy mà cái thời gian này hãy dành thời gian một mình. Bởi vì trong cái sự cô đơn một mình đó á, các bạn kết nối sâu sắc hơn với bản thân và tìm lại được cho mình cái sự bình yên. Các bạn nên thư giãn nhiều hơn bằng những cái loại hình, ví dụ như nghe nhạc này, đọc sách hoặc là bất kỳ một cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy thực sự thư giãn. Thời điểm này khi mà các bạn tĩnh lặng hơn với bản thân á, cái trực giác của các bạn nó cũng rất là mạnh mẽ. Đôi khi các bạn có thể muốn hỏi một câu hỏi nào đó ấy, các bạn sẽ tìm ngay được cái câu trả lời vào cái thời điểm này, vào cái thời điểm mà các bạn thực sự tĩnh lặng với bản thân á. Thì mình thấy rằng là các bạn đã đang trên cái quá trình vượt qua được những cái nỗi đau này rồi, vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc sống rồi. Và cái thứ mà bạn sẽ có được ở phía trước ấy, đó chính là sự chiến thắng. Còn có một số những bạn á, các bạn đã làm được điều này rồi, và cái điều tiếp theo đang đến rất gần với các bạn, đó chính là một cái chiến thắng riêng của các bạn. Vượt qua nghịch cảnh, vượt qua khó khăn để vực bản thân mình dậy, để mạnh mẽ hơn. Trong tháng này cũng là một cái tháng mình thấy là mọi thứ khá tốt với các bạn về cái mặt gọi là những cái thứ ở bên ngoài á, khá thuận lợi với các bạn về thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà mình nghĩ là nó thời điểm này á, nếu như các bạn muốn làm gì đó ấy, các bạn cũng có thể làm được, nên tận dụng một chút trong cái khoảng thời gian tháng 5 này
vì mình nghĩ là nó có thể là mọi thứ nó sẽ không xuôi chèo mắt mãi mãi với các bạn đâu, xuôi chèo mắt mãi mãi với các bạn đâu. Cho nên nên tận dụng một chút, bởi vì mình thấy khi mà các bạn nhúng tay vào việc gì các bạn cũng sẽ được giúp, sẽ được hỗ trợ. Mình thấy các bạn đang ở trong cái trạng thái đấy là người ở đây không ngán một ai rồi đấy, bởi sau khi mà các bạn trải qua những cái vấp váp rồi, những cái tổn thương nào đó rồi ấy, các bạn cảm thấy tất cả những cái thứ khác là muỗi muỗi hết với các bạn rồi đó. Ok, tiếp nhá. Đấy, mình vừa chế lời bài hát sau tất cả mọi người. Ok, số 3, số 3. Mình thấy là có thể các bạn có cái thái độ đấy là không chắc chắn lắm về mọi thứ sẽ tới với mình như thế nào, và không chắc chắn lắm với cái việc đấy mình có vượt qua được hay không, thì mình khẳng định cho các bạn là vượt qua được nhá. Bạn làm được mà, cố gắng lên. Hãy để cho mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể, đừng chống đối lại những cái nỗi đau đó, bởi vì hãy nhớ một điều là nếu như không có những cái nỗi đau đó sao chúng ta mạnh mẽ hơn được. Đó, rebirth. Tụ số 2 nó cũng có rebirth, các bạn cũng có rebirth. Đó là một cái sự hồi sinh, nó là một cái sự bắt đầu giống như là sống lại đó sau một cái khoảng thời gian mà có thể là ngủ đông của mùa đông. Và cái lá bài này cũng nói về cái việc đấy là bạn hãy linh hoạt trong mọi thứ, giống như những đám mây á. Đám mây thì nó di chuyển thành rất là nhiều hình thù khác nhau đúng không? Các bạn cũng có thể làm được điều này. Giống như là bây giờ các bạn không có ngán một cái điều gì nữa. Đôi khi thì nó chưa thể nào mà nó qua hết được ngay và luôn được, bởi vì nó cần một quá trình, một cuộc hành trình cơ mà. Đôi khi các bạn sẽ cảm thấy rằng là à mình qua rồi, nhưng một ngày nào đó trái gió trở trời thì cái nỗi đau đấy hay là cái vấn đề đấy nó lại trở lại với các bạn, nó trigger các bạn chẳng hạn. Đấy là cũng chuyện hết sức là bình thường nhé, không việc gì mà phải sốt ruột. Competition rất là tốt này, mình thấy là các bạn đang đi đến, có những bạn đây đã có thể là đã hoàn thành được cái bài học của mình rồi, và các bạn sắp có một cái chiến thắng của bản thân. Cái sự chiến thắng đây đó chính là các bạn rũ buồn đứng dậy sáng lòa đấy, các bạn vượt qua được những cái mà tưởng chừng như có cái thời điểm các bạn không thể vượt qua được. Cho nên là hãy vỗ tay cho chính mình, hãy cổ vũ, hãy động viên và hãy tự hào về chính bản thân mình vì những về những cái điều mà chúng ta mà các bạn đã làm được. Yeah, đối với tụ số 3 nè. Tụ số 3. Hãy chuẩn bị cho một cái khung cảnh mới sẽ đến với các bạn. Các bạn đây vừa có solitude vừa có grounding ở đây thì mình thấy rất là nên kết nối sâu sắc hơn và khám phá bên trong bản thân các bạn. Mình thấy là cái trực giác của bạn đang rất tốt ở thời điểm hiện tại. Cho nên nên tận dụng nó. Mình thấy cái victory này của các bạn ấy, đem đến chiến thắng này của các bạn ấy, đó nó có thể là một cái sự đầy đủ nào đó đang chào đón các bạn ở phía trước. Khi mà bạn vượt qua nghịch cảnh thì các bạn sẽ biết mình cần phải làm gì, và nó hoàn toàn có cái cơ sở để cho các bạn có thể đem đến những cái abundance, những cái sự đầy đủ đến với cuộc sống của các bạn. Và cái sự đầy đủ này á, nó cả cả việc mà về mặt vật chất lẫn tinh thần của các bạn nhé, chứ không phải lúc nào cũng sẽ là vật chất không đâu. Vì đôi khi chúng ta có xiền, chúng ta có tiền bạc tài chính thật, nhưng cái tâm trí, cái tinh thần của chúng ta thì luôn trống rỗng đó. Thế nhưng mà các bạn thì có cả hai, sẽ có cả hai. Forgiving and learning, hãy tha thứ và học được những cái bài học thông qua những cái trải nghiệm của các bạn. Hãy biết ơn những gì nó đã qua, bởi vì nó đang giúp bạn trưởng thành hơn lên mà thôi. Thời điểm này có thể các bạn không chắc, nhưng mà các bạn sẽ ngày càng vững bước hơn với cái sức mạnh của bản thân. Thế là cố gắng lên nhá. Tụ số 3. Thì
clean up your mess, hãy dọn dẹp nốt những cái gì mà còn đang tồn đọng trong cuộc sống của các bạn đi, và mở cửa ra để đón nắng sớm vào phòng, để đón những cái điều thay đổi, những điều tốt đẹp hơn đến với các bạn. Và hãy nhớ rằng bạn là người quyết định cái kết quả của mọi thứ, và bạn hoàn toàn có sức mạnh để điều khiển và làm chủ cuộc sống này của các bạn. Nốt vừa là cuối cùng trong bộ Gaia Oracle cho các bạn xem còn thêm lời khuyên không nhé. Wow. Tụ số 3, Galaxa. Galaxa là một nữ thần thần voi của Ấn Độ. Nó nói về cái việc đấy là những cái chướng ngại vật trong cuộc sống của các bạn ấy đang được dọn dẹp rồi. Các bạn sẽ được bảo vệ và được hướng dẫn trên cái con đường tiếp theo. Mình khá thích lá bài này và chúc mừng các bạn nha. Cố gắng lên, mình rất là tự hào với các bạn. Đừng quên like video, comment cũng như nhấn đăng ký kênh nhé. Bye bye.